xin tân ái kính chào quý khán thính giả thân mến. Thưa quý vị, ngày hôm nay là thứ Bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021. Việt TV đang có mặt tại chùa Bà Thiên Hậu tại khu Downtown thành phố Houston của chúng ta. Thưa quý vị, hôm nay thì chùa Bà Thiên Hậu đang làm buổi lễ động thổ để xây thêm ngôi chính điện cho bà. Để quý Phật tử đến đây viếng bà sẽ có nhiều cơ hội tham quan cũng như chiêm ngưỡng một trong những văn hóa đặc sắc của người Việt gốc Hoa. Và sau đây, Việt TV xin mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh về buổi lễ động thổ này cũng như để biết thêm chi tiết về buổi lễ như thế nào, xin mời quý vị theo dõi một vài chương trình sau đây. Hôm nay là ngày hết sức quan trọng của chùa và cũng cảm ơn quý khách dành dụng quý báu thời gian quan trọng tới đây để tham dự với chùa Bà Thiên Hậu. Và sự ủng hộ của quý vị thì rất là quan trọng với lại chùa, thì mình cũng hy vọng sẽ làm thành công sự xây dựng ở đây. Hy vọng sự mạnh thường quân của quý vị, từ đóng góp của quý vị sẽ đi đến con số 1 triệu đô la bữa cây quỷ hôm nay. Cảm ơn quý vị. Có nào chia sẻ cho em một vài chi tiết về buổi lễ ngày hôm nay được không ạ? Thì bữa nay là rất là ngày đặc biệt là của chùa Bà là ngày động thổ cho xây thêm ở ngoài sau cái chùa mới để cho bà. Thì rất là cảm ơn bữa nay là nhiều người tới đây để ủng hộ chùa và nâng đỡ nhiều lắm. Thì cái chùa này thì cũng có thể xây thì từ 8 tháng tới 12 tháng. Nhưng mà giấy tờ thì đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ động thổ xong là cũng sắp sửa là khởi hành đó. Anh nào cho em biết là trong thời gian vừa qua chùa Bà Thiên Hậu đã làm được những cái chương trình gì cho cộng đồng thành phố Houston của chúng ta? Chùa thì lúc nào cũng ghi quỹ để làm cái chuyện mà Harvey đó, Harvey mà lúc mà nó ngập nước ở đây Houston đó thì cũng nguyên ra gần cả 100,000 đó. Với lại cái giúp đỡ mấy cái người mà ở nước ngoài đó, ở bên Đài Loan rồi Trung Quốc rồi Việt Nam, thì mấy cái chỗ mà nó bị ngập nước rồi mấy cái mudslide trên Đài Loan rồi cũng có ủng hộ. Với lại cũng có ủng hộ nhiều người ở Houston lắm. Yeah. Thưa quý vị, anh Jimmy đây là hội trưởng danh dự của Hội Việt Miền Lào tại thành phố Houston. Hôm nay đến với buổi lễ động thổ để phát triển chùa Bà tại thành phố Houston, anh có nào cho em biết tổng quát chương trình ngày hôm nay như thế nào được không anh? Ok, thì hôm nay chúng tôi mời một số quan khách từ các nơi. Những người quan khách đều là có sự giao lưu với chúng tôi trong 35 năm vừa qua. Đồng thời đó là có những vị như là bên phía Austin, thủ phủ có Hội Triều Châu và Hội Chùa Bà Thiên Hậu. Và ở bên phía Houston chúng ta có Hội Triều Châu, ở bên Southwest và Hội Chùa Ông Bổn. Và bên Hội Quang Thánh của bên Downtown. Và đồng thời có các hội đoàn bạn bè
đến tham dự. Đặc biệt là chúng tôi có mời bên phía Đài Loan và những quan chức đến để tham dự cái buổi lễ bà Thiên Hậu, vì Đài Loan là rất tín ngưỡng mà bà Thiên Hậu. Buổi lễ Phật Thiên chúng ta là muốn cho quý những người mạnh thường quân và những người đã có lòng để khuếch trương phát triển nền chùa bà Thiên Hậu. Vì bà Thiên Hậu đã có 35 năm vừa qua, mỗi lần làm lễ lọc á, thì nhất là những đêm giao thừa hoặc là những cái lễ lớn á, thì thực sự rất heo hẹp chặt hẹp và không có tiện nghi cho thiện nam tín nữ. Vì vậy chúng tôi đã nhiều năm muốn làm cái công việc để khuếch trương phát triển, mà vì vấn đề kinh tế tài chính nên chúng tôi đã từ từ dồn dập, và hơn là chúng tôi trong những năm vừa qua chúng tôi đã dồn dập được một số tiền để đủ sức để mua thêm miếng đất. Vì công đức chúng tôi mới khuếch trương phát triển nền tảng chùa, cho nên chúng tôi bữa nay làm lễ động thổ là coi như là có thể thực thi cái nguyện vọng của tất cả mọi người để xây một ngôi chùa nghiêm trang rộng rãi hơn, để tiện công việc, để phục vụ cho mọi người. Theo dõi một vài hình ảnh về lễ động thổ xây phát triển thêm chùa bà Houston tại thành phố Houston của chúng ta. VTV rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin kính chúc cho tất cả quý vị một ngày thật nhiều bình an và hạnh phúc. Xin kính chào.